Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 65. Những đức thường nhắc những người niệm Phật của chúng ta phải nhớ. Mình là người nghe đạo, tu có một tịnh độ, phải tin sâu nhân quả. Nhớ. Mình biết niệm Phật, mình ăn chay, mình biết phóng sanh, mình biết làm thiện, biết giúp người. Nhưng mà mình vẫn gặp kiếp nạn. Mình vẫn gặp nạn. Cái nạn này nó là cái nhân mình gieo của nhiều đời nhiều kiếp. Đến lúc bây giờ nó mới trổ quả. Và còn một cái nói nữa của tổ sư nói rằng mình trả qua báo ở thế gian để mình tránh quả báo tam độ ác đạo. Mình trả cái qua báo thế gian. Nhớ nghe. Mình trả cái qua báo thế gian thì nó quá nhẹ. Nó là một đời mấy chục năm chứ cực kỳ nhẹ luôn. Chứ nếu như mà mình không trả qua báo thế gian mà mình trả quả báo tam đồ thì thôi đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm. Nên nguyên lý mà tin sâu nhân quả mình hiểu được rồi. Thì dù ở thế gian này mình có gặp sự cố trở ngại gì đi chăng nữa, mình cũng vui trả dữ lắm. Nên những đức thường nhắc cái câu rằng thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Quý vị cứ để câu này nằm lòng đi. Gặp bất cứ sự cố gì mà quý vị không vui, quý vị nói nhắc lên mình liền, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Thương nhắc mình suốt, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Sẽ không bao giờ muốn buồn ai nữa quý vị. Nếu như mình không gieo nhân làm sao có quả. Nên niệm Phật là đại công đức, đã chuyển nghiệp của mình nhiều lắm rồi. Chuyển luôn cái quả báo tam đồ ác đạo cho mình mà trả qua báo thế gian rồi còn gì nữa. Phật đã quá ưu ái cho mình rồi. Đừng có hờn trách. Đừng có nói rằng tôi tu, tôi niệm Phật, tôi ăn chay, tôi làm nhiều việc thiện mà bây giờ tôi còn gặp những cái nghiệp quả này. Phật không linh. Người này là người không hiểu. Người nói câu này mình không trách gì họ. Không hiểu. Nếu họ hiểu họ không có nói chuyện kiểu này đâu quý vị. Chắc chắn quý vị. Họ không bao giờ nói chuyện cái kiểu này. Nếu như là một Phật tử biết tu hành, biết niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, sẽ không bao giờ nói cái câu hờn trách cái việc khi nghiệp quả đến. Họ sẽ rất vui vẻ để trả nợ. Những điều này là những điều trọng yếu của người niệm Phật của chúng ta phải nhớ. Nên câu đầu tiên Ấn Tổ ngày dạy là tin sâu nhân quả. Nếu như quý vị chỉ có tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc mà không tin sâu nhân quả, quý vị sẽ rất phiền não. Vì niệm Phật nhiều nhưng mà vẫn gặp sự cố, vẫn gặp những sự trở ngại. Hoặc là người ta nói này nói kia mình. Hoặc là mình làm nhiều mà người ta gầy la chửi mắng. Hoặc là mình nhiệt tình mà người ta không coi mình ra gì. Mình sẽ thấy trong lòng mình rất tức, rất bực bội, rất khó chịu. Mình không vừa lòng, không vừa ý. Tại vì mình nghĩ mình có công như vậy, công nhiều quá mà tại sao đối xử với mình như vậy. Cả bản thân những đức còn bị như vậy mà. Nên từ từ niệm Phật riết rồi, giảng giết rồi, bản thân mình thông cái tâm. Công gì? Mục tiêu của chúng ta là sanh cực lạc, chứ công gì ở thế gian này. Kể công gì ở thế gian này. Cái thân này nó còn bỏ mình này, nó chỉ kể công. Công gì ở thế gian này mà có được tồn tại. Chỉ có hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, nhiệt tình hết mình
Những việc thiện, việc tốt làm được cứ làm. Đó là người khôn ngoan và trí tuệ nhất trong cuộc đời này. Có những người người ta thông minh, hiểu biết vô cùng, người ta giàu sang phú quý, cả đời người ta không niệm Phật. Có khi người ta ngủ một đêm chết queo, ngày mai người ta không có cầm theo được gì. Quý vị coi, người như vậy khôn quá sao? Chúng ta một đời mình dù có khổ cực, nhưng mà cuối đời Phật A Di Đà cầm đài sen rước mình về cực lạc. Có những người nói rằng, tôi thấy sống một đời tôi, cái gì tôi cũng được hưởng thụ, cái gì tôi cũng được ăn chơi. Còn họ một đời họ cực kỳ khổ. Người tu của chúng ta có gì đâu khổ. Mình mỗi ngày vui vẻ, an lạc, cười tối ngày, làm gì khổ. Họ nhìn mình, họ nghĩ rằng mình sống đơn giản, bình dị, ăn chay. Còn họ ăn thịt, họ được đi chơi, họ sung sướng. Quý vị coi sung sướng cái gì? Có những người giàu sang vô cùng mà luôn luôn bị vật chất của cải người thân trói buộc. Họ có ngày nào bình yên đâu mà vui. Họ có ngày nào bình yên đâu mà vui. Họ lúc nào cũng bận tâm nặng nề đầu óc mà vui cái gì? Mình mỗi ngày niệm Phật, mục tiêu mình nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mình tuy sống đơn giản bình dị mà đầu óc mình rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đây mới là tự tại lúc còn sống. Và cuối đời được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh mới là thù thắng khi cuối đời. Phải không? Nên người tu hành phải tin sâu nhân quả. Nhớ nghe. Phải tin sâu nhân quả. Nhớ. Mình mà không tin sâu nhân quả là quý vị nhất định phiền não, nhất định quý vị sẽ đọa lạc vì không tin sâu nhân quả. Nhấn mạnh người tu hành phải tin sâu nhân quả. Tất cả cái quả báo gì đến với mình là từ đôi tay mình đã gieo nhân. Và tất cả những việc gì bây giờ mình gieo nhân là tức khắc mình sẽ hưởng quả. Dù là cái nhân này mình đã tạo vô lượng kiếp đi chăng, nhưng bây giờ nó đủ duyên, nó hội tụ, vẫn là chính mình đã từng gieo. Có nhiều người nói rằng con đời này có làm gì đâu. Phật Pháp thông ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đâu phải chỉ có một đời này đâu. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tận cùng, vô tận. Quý vị nói cỡ nào đi chăng nữa cũng nằm trong cái phạm vi Đức Phật nói tin sâu nhân quả. Chỉ có quý vị phủ nhận là tại vì quý vị không đồng ý thì chịu thôi. Nhưng quý vị chỉ cần nhận thức được thì luôn luôn mình chấp nhận. Con chấp nhận vì con đã từng gieo nhân đó, nên bây giờ con phải chịu quả báo này. Nên người tu hành tin sâu nhân quả là không bao giờ phiền não. Nên những đức nói câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu này quý vị biết rằng phải để lại mãi mãi đời sau để nhắc nhau. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nên những đức nói rằng có những người chúng ta cả đời tu, cả đời cũng biết niệm Phật. Các vị tu nhiều chục năm, nên có một đoạn khai thị dù là 10 phút, 15 phút cũng được. Nhưng các ngài phải đánh thẳng vào trọng tâm, tính nguyện cực kỳ mạnh, dù là một bài giảng. Đời của quý vị chẳng để là một bài giảng này thôi. Những đức tôi 100% sẽ đem bài giảng đó nhất định giới thiệu. Đời của Hòa Thượng Hải Hiền đâu có giảng pháp gì, nhưng chỉ có vài ba câu thôi, cực kỳ trọng tâm. Niệm Phật hành Phật là thật, tất cả việc thế gian là giả. Hòa Thượng Hải Hiền nói như vậy. Niệm Phật thành Phật là thật, tất cả việc thế gian là giả. Có vài ba câu ngài nói thôi mà cực kỳ trọng tâm luôn. Niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Ngài nói gì đó. Nên những đức nói rằng là cả đời mình là người niệm Phật, tin tịnh độ, tu tịnh độ, mà vì không có một bài giảng ngắn gọi là trọng tâm niệm Phật để lại cho hậu thế, ủ quá. Những đức thấy Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Tuyên Lực Sư, những đức vô cùng kính trọng. Ngài để là một bài giảng dù là ngắn nhất, những đức nghe rõ ràng luôn, mà có quyển sách mỏng.
Ngài nói rằng mấy chục năm Ngài học rất nhiều tông phái, Ngài hiểu nhiều lắm. Nhưng bây giờ nói về cái việc để đời này giải thoát là chỉ có niệm Phật. Đúng là quá trọng tâm. Nói một cách rất trực chỉ, rất từ bi để cho những người sau này nhìn nhận. Các ngài là bậc tôn túc mà các ngài còn nói câu như vậy. Bản thân mình niệm Phật là mình thấy yên tâm rồi. Các ngài học thông rất nhiều, kinh, luật, luận. Mà các ngài nói ra câu này là mình niệm Phật yên tâm rồi. Bây giờ mình đi theo con đường các ngài học, mình học không nổi. Học không được như các ngài. Như Đại Lão Hòa Thượng chúng ta đây, điều mà ẩn ý ngài nhắc mình, quý vị coi ngài thu âm cái điều niệm Phật. Ngài nói những đức sau thời khóa tu là bắt cái điều niệm Phật xuyên suốt trên chánh điện chính, là muốn nhắc tất cả chúng ta. Cả đời của các ngài cũng hiểu biết rất nhiều kinh giáo, nhưng mà cuối cùng nếu muốn giảng sanh, muốn giải thoát một đời, chỉ có một câu Phật hiệu. Chỉ có một câu Phật hiệu. Có một vị này tu rất nhiều chục năm, một người đệ tử đến xin đi học. Ngài ôn tồn nói với người đệ tử rằng: này con, đời của thầy mấy chục năm học tập Phật Pháp, tới từng tuổi này thầy nhìn ra rõ ràng, nếu như mấy chục năm đó mà thầy niệm Phật thì thù thắng biết bao nhiêu mà nói. Con à, nếu con muốn một đời này giải thoát, thầy khuyên con niệm Phật đi con. Mình nghe cái câu này trong lòng của mình là người chuyên niệm Phật, trong lòng vui sướng cỡ nào. Xin thưa quý vị, những đức cảm nhận được quý vị à, từ khi những đức gặp Phật Pháp, gặp Pháp Môn Tịnh Độ này tới bây giờ, những đức thấy rõ ràng bản thân những đức không có một bản lãnh gì đặc biệt. Những đức chỉ có đúng một bản lãnh là những đức tin niệm Phật, chỉ đúng vậy thôi. Đúng một bản lãnh là những đức lại tin bổn nguyện niệm Phật. Những đức luôn luôn rất chú trọng cái việc đời sướng niệm Phật, hoặc khuyến người niệm Phật. Và những đức đi vào rất trọng tâm, rất là chuyên nhất. Mà càng ngày càng chuyên, càng ngày càng chuyên, càng ngày càng chuyên, những đức thấy rõ ràng rồi. Càng thêm thì càng khó, càng chuyên thì càng dễ. Và nhìn và căn tính thời của con người bây giờ, càng tạp chừng nào thì càng khó tu và dễ bỏ tu chừng nấy. Những đức nói mà sách của tổ sư mình phải tích lọc ra những đoạn quan trọng nhất để học tập. Chứ nếu như nguyên văn mà đọc hết hoàn toàn, quý vị biết người rất khó hành trì luôn, cực kỳ khó hành trì luôn, vì cái phương tiện các ngài trong mở rộng quá nhiều. Bây giờ quý vị đọc sách của Ấn Tổ thôi. Ấn Tổ là bậc tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, là rất nhiều người đọc sách của Ấn Tổ. Nhưng vì để ý rất sâu sắc đi, những cái trọng tâm mà các ngài nói ở trong đó, quyển sách gì nó quá dày, mà giờ vì đọc ra quá nhiều thì con người ta nó không nắm được đầu nào. Có rất nhiều người gặp như thế, họ nói một câu: ngày xưa họ cũng nghe một người này giảng Tịnh Độ, nhưng mà sau này khi người này thường đọc nguyên văn lời Quán Tổ nhiều quá, chứ không biết hành trì chỗ nào. Quý vị phải nhìn được cái trọng tâm, cái lời dạy của các ngài để mà mình áp dụng. Mình lấy công đoạn chính nhất ở trong đó để mình áp dụng liền. Nên những đức từng cô động một câu: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Câu này quý vị phải nhớ: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Những gì người xưa để lại mình áp dụng, phải xem lại căn tính mình thì không bị hàm oán. Còn nếu không xem căn tính mình, coi chừng bị hàm oán. Nên mỗi một người chúng ta gặp được Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng. Cấm cái tâm mình ngay có vật hiệu này mà tu. Mười mấy năm nay nhà Đức gặp Phật Pháp toàn là gì? Niệm Phật. Quý vị có bao giờ thấy nhà Đức đi đâu quý vị? Tất cả Phật tử quý vị có thấy nhà Đức đi đâu? Quý vị hỏi nhà Đức: thầy đi được không thầy? Sao không được?
Những đức nó thật lòng mà nói, bây giờ những đức đi đến đâu, những đức ngồi chia sẻ Phật pháp cũng được, qua bờ Mỹ cũng được, nước nào những đức chia sẻ Phật pháp cũng được. Những đức tự tin 100% luôn. Nguyên lý mình đã hiểu rồi. Nhìn có người trong mỗi một địa phương mình biết mình nên nói cái gì. Như vậy sao những đức ở một nơi, bây giờ mạng truyền thông quá mở rộng, chỉ cần những bài giảng này thôi là quý vị biết nó chạy khắp nơi nơi rồi. Còn chùa mình thì bao nhiêu trăm người già, ngàn người già ở đây, những đức ở đây lo là được, là đủ rồi. Thầy mình xây chùa, mình nhiệt tình, mình có chùa nuôi người là phù hợp nhân duyên rồi. Thầy mình lớn tuổi già rồi, mình ở một nơi mình lo gì, thầy yên tâm. Đó là cái tâm báo ơn cho thầy. Nếu như những đức đi hoài, hòa thượng làm sao yên tâm. Này nó đi tối ngày, nó còn trẻ nó đi tối ngày. Nên những đức thường khuyên các anh em trong chùa duy trì ở một nơi, tập thành thói quen, đừng có đi lông nhông. Những đứa cứ gầy suốt vô này luôn, cứ nói suốt các anh em trong chùa, mỗi điểm chùa, ở đúng một nơi, cả bên đây qua bên đây mà còn phải hỏi một tiếng, cần cái gì lắm mới qua. Chứ không được tùy tiện muốn đi qua đi lợi, tùy tiện được. Vị trí chùa nào ở yên vị trí đó là dễ quản lý. Nên điểm chùa nào cũng nghiêm túc lo niệm Phật, lo tu. Rất rõ ràng mà. Nên những đứa nói rằng mình chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu thì đời mình có kết quả. Chính bản thân những đức này hiện đời tu, hiện đời có kết quả, chuyển nghiệp hiện đời luôn. Nên cái câu quan trọng cực kỳ đó là tinh sâu nhân quả. Nhớ, những đức nói rằng cái cảm giác khi những đức chia sẻ tinh độ thù thắng lắm, và vui vẻ an lạc tự tại lắm. Nên những đức thường nhắc chúng ở trong chùa mình, mỗi lần người ta nhắc mình, người ta gầy mình, người ta trách mình bất cứ một cái gì, mình đừng có giỏi vàng buồn trách. Cái ngã của mình phải hạ liền, cái mặt mình phải bóp nhỏ lại. Đời mình tu mới có kết quả. Người ta gậy, người ta trách mình, muốn lên đô, trước mọi người người ta la mình, được gì cho người ta. Hòa thượng Quảng Khâm người nói, tôi la ông trước mọi người, người ta có khi còn trách tôi, nhưng ông lại hạ cái ngã mà ông trách tôi, ông có tội. Người ta gậy la mình có trả lương cho người ta không? Quở trách mình có trả lương cho người ta. Quý vị đi gầy la quở trách người khác, thì quý vị sẽ thấy quý vị có nặng nề không. Nhưng người thầy niệm niệm gì đệ tử thì không có gì nặng nề. Nên mình là người tu, nếu như cái kiêu ngạo ngã mạn mình lớn quá, làm sao mình tu được. Đặc biệt đấy, mục tiêu của mình phải có chuẩn mục tiêu. Mục tiêu mình là niệm Phật phải sanh cực lạc nè, tinh sâu nhân quả, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Cái tinh sâu nhân quả là hoàn toàn sự việc gì đến với mình không phiền não, dù có phiền não một chút cũng buông liền. Vì sao? Vì mình đã gieo nhân giờ gặt quả. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái câu thiếu nợ mà trả đi than van làm gì, nó kết hợp với cái chỗ tinh sâu nhân quả. Mà cái câu mà thiếu nợ thì trả đi than van làm gì, đó là tinh sâu nhân quả. Mà nó lọc cái câu này ra rất dễ hiểu, rất trực chỉ cho quý vị dễ nghe, phải không? Rất trực chỉ cho vì dễ nghe. Nghe như vậy rồi trong lòng của mình nó hừng hực cái tâm lên, thanh an vui vô cùng rồi. Vậy là cái cơ hội mình niệm Phật giảng sanh có cơ hội cao, đúng không thầy? Chắc chắn quý vị luôn. Cái cơ hội cao của mình là tín nguyện cực kỳ mạnh, niệm có Phật hiệu cho tới cùng, ai nói gì cũng không dao động được tâm mình, cỡ nào cũng không bỏ tịnh độ, dù mỗi nơi mọi chỗ, chỗ nào cũng niệm Phật. Gia đình đều có ngôi tam bảo, gia đình có ngôi tam bảo. Mỗi gia đình mình đều có ngôi tam bảo hết rồi. Như vậy thì mỗi người chúng ta, nơi nào mình cũng tu được. Chùa tổ chức khóa tu này kia, mình về mình ở mình tu. Đi đến một ngôi chùa chuyên tu, chuyên niệm Phật, chuyên hoằng tịnh độ, mỗi ngày nghe pháp để nhắc nhở mình, để gây dựng cho mình, để không bỏ tịnh độ. Những người tu tịnh độ mà nghe như vậy rồi tâm mình hưng hực, quý vị thấy những điều những đức giảng có mở rộng thêm cái gì không? Không, phạm vi của những đức là câu Phật hiệu. Phạm vi của mình có Phật hiệu, và từ cái câu Phật hiệu mở rộng ra và quy gom về một câu Phật hiệu mở rộng ra. Bao nhiêu trình lễ viết Quan Âm, chương trình nào cũng là từ giảng pháp tịnh độ. Bây giờ những đức nói rằng là những ngày lễ viết Quan Âm Bồ Tát mà chuẩn bị lại Quan Âm, những đức cũng chuyên giảng tịnh độ luôn, xong lại Quan Âm chuyên giảng tịnh độ, khuyên người niệm Phật luôn, chứ không phải mở rộng ra phương tiện để lại Quan Âm gì đấy, mà khuyên chuyên niệm Phật luôn.
rồi nói phương tiện lại qua một chút thôi, đi vào cái mức chiên như vậy đó, để cho người về chùa dự lễ đều được có kết quả lợi ích. Lợi chùa một cái là nắm con Phật hiệu niệm liền. Quý vị nhớ, quý vị mà là người niệm Phật thì bất cứ một tai nạn gì đến quý vị nó đã chuyển nghiệp rồi đó, đừng bao giờ hận trách, nó đã chuyển nghiệp rồi đó. Nhớ trả qua báo chánh quả báo tam đồ, ưu ái cho quý vị lắm rồi. Trả qua báo chánh quả báo tam đồ, đừng có buồn giận, đừng có trách hờn gì. Được làm việc trong ngôi tam bảo, được lo cho mọi người, được làm việc cực lực mà làm được là mừng, chứ không phải là đi nói rằng tôi làm cực tại sao người ta không phụ. Mình làm được điều đó quá mừng, không lẽ mình đợi đến như các cụ già trong chùa nằm chỗ ngồi chỗ đó để mình làm. Nên tất cả người nghe phải nhớ, mình còn khỏe là cơ hội để mình tinh tấn niệm Phật, đầu óc còn minh mẫn sáng suốt để rèn có vật hiệu này. Đừng đợi tới khi sức khỏe yếu, đầu óc lú lẳng mê mờ, lúc đó mình muốn tu cực kỳ khó tu. Hãy nhìn bao nhiêu người già đi rồi mình tinh tấn niệm Phật. Quý vị có dịp đi vô bệnh viện gặp bao nhiêu người nằm bệnh đau rên rỉ la lối, quý vị sẽ thấy mình tinh tấn niệm Phật liền. Quý vị mọi lúc mọi nơi sẽ vì sẽ niệm Phật xuyên suốt liền, siêng năng niệm Phật liền. Nhớ, thường nhớ Phật, niệm Phật nghe quý vị. Nhớ nghe, chúc vị an lạc. Chúng ta phát nguyện đời này mình gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.